Cần ăn hai món thôi, không cần nhiều. Hai món với rau là xong. Đấy, ăn rồi hết nữa. Sao cái điện đường đây nó kém nhỉ? Nó không sáng. Tiết kiệm điện. Không phải đâu, bọn này bọn nó lắp bóng đều. Không, nó đường sương mù, đèn sương mù. Đây có cái vi mát à? Mới thì nào vậy? Siêu thị anh? Sao nó để lung tung? Không, siêu thị ở đâu anh? Biết rồi, bán cho ai? Là cái trục đường này trở nên đông đúc. Đường ở đông vậy? Đường ở đông. Đường này kinh doanh ác đây nhỉ? Gỗ làm nó hơi kinh doanh ác đấy. Đường này hoa rất hay. Chắc đường cái đường này đuối lắm, làm sao bằng trong phố được? Vâng. Thứ hai thì chẳng đông đâu. Nhà không, nhà nó không đâu. Không gian nó rộng lắm. Cây ngối. Nhà bà Phương á? Ờ, xung qua anh. Xung qua anh. Không. Xung gỗ ấy. Không, không biết đâu. Tầng lớp này thế, đấy là không nhà. Nhà này cũng nhiều tuổi rồi chứ. 65 tuổi chứ đâu. Nhưng mà các bạn là cái tầng lớp đấy là anh đi học anh cũng để ý rồi. Đây, đây là chả đang cảnh nữa này. Đấy. Đấy. Đấy xong đấy á? Ờ. Không, đây đường này thì nhà cảnh mấy nhà? Đây là trong đầu mem này cơ mà. Ờ, nhà cảnh nó mua đấy. Mấy nhà đấy. Thế thế này sao đấy? Nhiều cái tên phố lại, phố Trần Tung. Bây giờ anh bảo nó mở nhiều đường như thế nó phải đặt tên như vậy. Anh mở đường ôm bàn cờ nhiều như thế. Đây này, đây này. Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây.
có quán cà phê nào đấy, Nam Định như vậy là nhiều rồi anh. Đấy anh đi vòng này anh đọc, vòng nào? Nào đấy, vòng trái vòng xuyên anh này, anh vòng phía Nam Cường anh kìa, Nam Cường khách sạn anh kìa. Đấy nó đấy, đằng sau đấy là hồ truyền thống. Nó bỏ cái đây phải, nó bỏ cái đây chục năm, gì cả, nó xây lên để mà bây giờ nó còn xây không đấy, tiếp tục dưới đấy hoàn thiện đấy, hoàn thiện đấy. Bây giờ nó sẽ nó bỏ mộc nhỉ, bỏ chục năm đất của nó rộng lắm anh ạ, nó làm nó phân lô đúng như là trên Đăng Bác anh ạ, cũng xây vậy, cũng để ô cỏ như vậy này này. Đất ngày xưa đây là đất nông nghiệp anh, thế là nó mua nên nó rộng, thế là nó thích cắm nhiều cắm, nó mua mà khoảng không rộng lắm, đằng sau đó là cái hồ truyền thống, sau nó có cái hồ đó. Vâng, Vân Tây nó ở đây có đông không? Đây là đấy thì ôi nhà kia đông, kia thì quán nhậu à? Nhậu. Chứ phải cà phê à? Không. Cà phê. Quán này anh đông này. Bao lần thì có ghi này. Lần mới. Bao lâu rồi? À vâng. Người sinh nhật dân sàn này. Anh sẽ làm sao anh về đặt tiền béo. Anh hôm nay anh đang chân anh hút không đi. Đây là Logan. Logan Island đây, đây là nhà con Dũng Thủy bán rồi. Phố này có vẻ nhiều hàng ăn uống à. Vâng. À, nhà nhậu thôi. Đường lớn nhất mà. Đường lớn nhất là. Vâng. Đường mới mở. Bây giờ lớn nhất, đắt hơn cả Trường Đạo á. Đắt hơn. Đường Nông An đắt nhất này. Vâng. Đây dẻo đây này. Dẻo đây á? Vâng, dẻo đây. À không, dẻo đường dưới. Đường dưới. Đây. Đường này này, đây dẻo đường này này. Dẻo đây nó vào đâu? Đấy. Trên cũng qua cột cỏ. Đúng không? Làm cà phê hả? Vâng. Dẻo đây, sẽ theo thằng con tô kia gì? Vâng. Đang chơi game phải không? Tối không? Không, ở trong không gian nữa. Quả nó to. Ở đứng trên rồi. Đứng trên đây kìa, xe độ nhiều kìa. Đấy, đứng trên xe độ nhiều. Cứ đi vòng quanh.